Trại bò Tư Chiến chào khách, nay là ngày 15 tháng 5 năm 2022. Bò khuya nay đi giao cho anh khách này ở trên Đồng Tháp rồi. Anh xuống bắt nguyên cái lô bò pháp kem 3B ở ngoài này. Đây, cái lô bò đây. Đó, anh bắt con nè. Con số 5, con số 6, con số 7, con số 8, bò xám này. Con số 9, số 10, 11. Đây là tổng cộng là anh bắt là 7 con. Rồi lấy số 9, lấy số 6 đúng đầu nè, số 5 này ha. Số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, 11. Con bò xám nằm rồi đây. Đó. Cái con này. Cái ba con đứng phía rào. Hai con đứng phía rào. Này đâu bác bao nhiêu năm lâu quá ta?